buồn buồn lấy sổ ra chơi. Hai ngàn rưỡi, hai ngàn, 200 mét vuông, 5.000 mét vuông. Lô góc mặt tiền đường, bất động sản nhiều lắm, không biết là mẹ gì. Của em. Trời, bất động sản nhiều không biết để làm gì. Bất động sản là cốt lõi của sự giàu sang, em hiểu không? Bây giờ em dẫn anh đi coi đi. Rất nhiều quá, dẫn đi coi đi nha. Ok. Ok. No problem. Ok, đi đi nha. Ok, đi. This guy you bought. You know.